Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5, Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại quận Bình Tân đã hoàn thành việc niêm yết danh sách bầu cử trên địa bàn và có kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ra vận động bầu cử. Bên cạnh đó, quận còn tổ chức tiếp xúc từng giới, từng lĩnh vực theo yêu cầu của các ứng cử viên. Còn tại thành phố Thủ Đức, đến cuối ngày 3 tháng 5, thành phố xác định xong 360 điểm bỏ phiếu, trong đó có 8 điểm bầu cử riêng dành cho sinh viên ở các ký túc xá, khu chung cư, nhà tạm giam, tạm giữ, vân vân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức cho hay, tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100% đối với 67 ứng cử viên và sẽ bầu chọn ra 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến từ ngày 4 đến ngày 21 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri theo quy định và vận động bầu cử. Theo Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay Thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện tập trung giả soát các yêu cầu nhiệm vụ về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác y tế và phòng chống dịch cho cuộc bầu cử.